bạn. Chào mừng mọi người đã đến với Xtalk số 96 của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi chương trình của chúng ta bắt đầu thì các bạn đừng quên hãy gửi tên theo đúng cú pháp là mã số sinh viên cùng với họ và tên của mình để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn nhé. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn đã tự hỏi mình rằng là những phát kiến đầu tiên về công nghệ xuất hiện ở trên thế giới từ khi nào? Hay là những chiếc máy tính đầu tiên này, ngôn ngữ lập trình đầu tiên được phát triển ra sao? Nếu các bạn đã từng tự hỏi mình những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay hãy cùng lên với con tàu ký ức của Xtalk để tìm hiểu về sự phát triển ngành công nghệ thông tin Việt Nam cũng như là trên thế giới trong chuyến tham quan trực tuyến tới Bảo tàng Công nghệ Thông tin. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Chí Công, nguyên trưởng tiểu ban mạng của chương trình quốc gia về công nghệ thông tin. Và tiến sĩ Nguyễn Chí Công cũng là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm cán bộ kỹ thuật Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển, nay là Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, và những người đầu tiên đã chế tạo nên chiếc máy tính mang tên VT80, chiếc máy tính được ra đời thứ ba trên thế giới, đúng không ạ? Và lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Công đã dành thời gian tham dự TikTok của chúng ta ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì không biết tiến sĩ Công có thể gửi một lời chào tới các bạn sinh viên Phoenix đang xem chương trình được không ạ? Dạ vâng, chắc là ở một khoảng cách xa như thế thì các bạn sinh viên có thể không nghe rõ tiến sĩ Công, nên là chắc là X Đông Nguyên có thể hỗ trợ chương trình này zoom lại cả một chút ạ. Dạ vâng. Không biết là do đường truyền mà ở phía của cháu thì nghe bác Công nói không được rõ lắm. Nên là không biết là các bạn khán giả đã nghe rõ thì lời chào của tiến sĩ Công chưa ạ? Vâng, và nếu mà các bạn sinh viên đã nghe rõ thì lời của tiến sĩ Công thì các bạn hãy comment ở trong phần chat của Zoom để cho trang mình biết nhé. Và bác Công ơi, với rất nhiều những cái mọi người thì đang nói là chưa nghe thấy tiến sĩ Công nói. Vậy không biết là chắc là bác Công có thể kiểm tra lại đường truyền của mình không ạ? Tại vì chúng cháu rất mong muốn là sẽ được nghe những chia sẻ của bác ngày hôm nay ạ. Mọi người có nghe đi tôi nói không ạ? À dạ vâng ạ, bây giờ thì chúng cháu mới nghe. Alo. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì nghe chúng cháu chưa? Dạ, à rồi. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì đây cháu cũng thấy có một bạn Xer tên là Thịnh, thì bạn thì đã biết được bác qua những trang mà anh Nguyễn Thành Nam đã viết về bác từ rất lâu, và lần đầu tiên thì ngày hôm nay mới được nghe bác nói chuyện, và bạn có kính mong bác chúc bác rất là nhiều sức khỏe ạ. Và cũng như vâng, xin cảm ơn các bạn. Dạ vâng, và cũng như bạn Thịnh thì các bạn rất nhiều các bạn sinh viên khác của Phoenix ngày hôm nay cũng rất là mong muốn được lắng nghe những câu chuyện của bác, nên là hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chuyến tham quan thật là vui vẻ ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Dạ vâng, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào chuyến tham quan tới Bảo tàng Công nghệ Thông tin Việt Nam cùng với tiến sĩ Nguyễn Chí Công các bạn nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi đang ở Bảo tàng Công nghệ Thông tin. Đây là bảo tàng tư nhân đặt tại nhà tôi. Và trong bảo tàng này thì nó có rất nhiều thông tin, nhưng mà với thời hạn cho phép thì chúng ta hôm nay sẽ chỉ lướt qua thôi. Trước hết là tôi xin phép nói về lịch sử công nghệ thông tin của thế giới. Thì chúng ta thấy được rằng là công nghệ thông tin của Việt Nam ấy nó nằm ở đâu trên cái bản đồ thế giới. Thì trái với lại rất nhiều thông tin mà chúng ta thường nghe thì công nghệ alo, có nghe thấy không? Dạ có ạ, bọn cháu nghe. Công nghệ thông tin ra đời từ 25 thế kỷ trước công nguyên, tức là đến nay đã được 4.500 năm. Và trong suốt cả một thời gian dài như vậy thì cái máy tính đầu tiên trên thế giới đến nay vẫn còn được sử dụng, đó là cái bàn tính thủ công gồm những cái bánh xe và những cái trục mà trước đây chúng ta thường thấy trong các hiệu thuốc bắc đấy.
Thì cái bàn tính này nó ra đời ở tại Babylon. Các bạn biết rồi, Babylon là thủ phủ của đế quốc Sumer, Lưỡng Hà, thì thời cổ đại, cách đây mấy nghìn năm rồi. Và nơi mà nó có cái câu chuyện truyền kỳ ở trong Kinh Thánh ấy, tức là cái tháp Babylon ấy, đấy chính là một trong cái nơi đầu tiên của nhân loại, bên cạnh Ai Cập và Trung Quốc, Ấn Độ. Thế thì sau đó thì sự phát triển của công nghệ thông tin nó bị chững lại, bởi vì cái nhu cầu tính toán ngày xưa nó không lớn, người ta chỉ cần có cộng trừ thôi. Thì mãi cho đến tận năm 97 trước công nguyên, thì có một cái con tàu mà sau này gần đây người ta vớt được, ở cái con tàu nó bị đắm ở bờ biển Hy Lạp, thì trên đó người ta vớt được một cái máy tính rất là cổ gồm những cái bánh xe răng cưa khác nhau. Hiện nay thì cái máy tính này đang được phục chế ở bảo tàng của nước Anh tại London, và nếu như có gì thì các bạn có thể thăm hoặc là đi qua internet lên Google, các bạn thì tìm thấy nó. Như vậy tức là mất 24 thế kỷ thì người ta mới có một cái bước tiến quan trọng, tức là từ những cái bánh xe cơ khí đơn giản ban đầu thì người ta đầu tiến đến những cái bánh răng cưa phức tạp hơn, có thể dựng lại được cái bản đồ của các vì sao để có thể các cái tàu viễn dương ngày xưa đi trong đêm tối không bị va vào đá ngầm. Thế rồi bẵng đi lịch sử, rồi bẵng đi rất nhiều thời gian cho đến thời kỳ phục hưng vào năm 1502 thì chúng ta đều biết là thiên tài Leonardo da Vinci, người Ý, mà các bạn đã từng xem phim Mật mã Da Vinci Code ấy, các bạn sẽ thấy là ông ấy có để lại một cái bản vẽ, trong đó cũng lại nêu lên cái nguyên lý của máy tính là những bánh xe. Và sau này cái tờ giấy đó đã được ông Bill Gates, ông ấy mua lại và ông đặt ở trong bảo tàng riêng của ông. Rồi cũng phải mất 140 năm sau ấy, khi mà Leonardo da Vinci phát minh ra được cái máy tính của ông ấy, thì lúc đó người ta mới lại thấy xuất hiện một cái máy tính nữa của ông Pascal. Blaise Pascal là một nhà vật lý, một nhà toán học, một nhà triết học người Pháp. Và năm 18 tuổi, ông đã phát minh ra cái máy tính Pascaline, mang tên ông là Pascaline. Và cái máy tính này nó chỉ có mỗi một nhiệm vụ là cộng thôi. Thì lúc ấy là chàng thanh niên Pascal ấy là thấy bố mình làm nghề thu thuế, tối nào về cũng phải đếm tiền, vì vất vả quá. Vì vậy là ông ấy... Chắc là có một vài lý do về mặt đường truyền nên là bác công của chúng ta vừa bị out mất khỏi Zoom. Chắc là mọi người có thể chờ một chút, trong lúc mà bác công trở lại thì mọi người có thể chia sẻ một vài cái cảm nghĩ hoặc là mọi người đến từ đâu ở trong phần chat đúng không ạ? Tại vì như mọi người cũng đã biết thì Phoenix cũng đã tổ chức một số buổi tham quan offline tại Bảo tàng Công nghệ Thông tin Việt Nam tại Hà Nội. Vậy thì không biết là các bạn X ngày hôm nay đến từ tỉnh thành nào hay là từ tỉnh thành nào ạ? Có thể comment ở dưới phần chat trong lúc mà chúng ta chờ đợi tiến sĩ được không ạ? Thực ra thì chúng ta cũng có, không biết là có ở đây thì vừa nãy em có nhìn thấy những chia sẻ của anh Thịnh đúng không ạ? Không biết là bác công thì đã trở lại đâu rồi. Dạ vâng, đó là bác ạ. Không biết là bác Công đã nghe thì cháu nói chưa ạ? Vâng, mình nghe đi rồi. Mọi người nghe đi chưa? Bây giờ thì bạn Nguyên, bạn đi quay độc lập cái máy của bác nhé. Dạ vâng ạ. Bạn Nguyên, bạn quay về độc lập thì bác sẽ nói ở đây, còn bạn Nguyên sẽ quay trên tường. Dạ vâng. Vậy cháu nghĩ đúng không ạ? Để cho bạn Nguyên quay thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn cho bác. Đỡ vất vả hơn một mình thôi. Có nghe thấy không ạ? Mọi người có nghe thấy không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, thì tôi nói tiếp nhé. Dạ. Sau khi mà ông Pascal phát minh ra cái máy cộng ấy,
thì một thời gian sau rất ngắn thì là ở bên nước Anh người ta đã phát minh ra các cái bảng tính logarit và cái máy tính logarit. Đấy. Cái thước tính logarit bây giờ các bạn không học nữa vì bây giờ người ta dùng logarit bằng bằng điện tử, chứ còn cách đây thời bọn tôi học ấy là phải dùng cái thước cơ khí để kéo ra kéo vào và tính. Rồi sau đó đến năm 1671 thì lại một nhà bác học nữa, và vừa rồi là ông Pháp và ông Anh, bây giờ đến nhà bác học người Đức là ông Leibniz, là một người vi phân cùng với lại Newton. Thì ông ấy đã phát minh ra được cái máy tính cơ khí, có nghĩa là cái máy tính này nó hoàn hảo hơn ông Pascal. Pascal là máy tính cơ khí chỉ làm được phép cộng, thì ông Leibniz ông làm được cả cộng trừ nhân chia. Sau đó thì bỗng mất một thế kỷ rưỡi nữa thì cái máy tính cơ khí này được đẩy lên một cái tầm cao mới ở tại nước Anh. Lúc này nước Anh là cái nước giàu nhất thế giới và mạnh nhất thế giới, mặt trời không tắt trên đế quốc Anh. Thì nước Hoàng Anh đã cấp tiền để cho một kỹ sư người Anh tên là ông Charles Babbage. Ông đã làm ra hai cái máy tính mang tên rất là thời đại nghề ấy, dựa trên cơ sở phát minh của Newton về toán vi phân tích phân. Một thì máy tính ông tên là vi phân và máy tên là tích phân. Thế tuy nhiên ấy, cái máy tính của ông ấy, được phát minh vào năm 1837 thì chưa bao giờ chạy một cách hoàn chỉnh cả. Nó vừa chạy vừa hỏng. Nhưng mà nó để lại một cái kỷ niệm rất là quan trọng. Đó là vì học trò của ông ấy là cô Bá Tước Ada đã đưa ra một cái sáng kiến với người thầy của mình là Babbage. Thì cô ấy bảo rằng là tại sao mà không làm một cái kiểu như là cái chương trình ấy, để đưa vào thì cái máy tính này nó sẽ tính được những bài tính khác nhau, chứ không phải tính một bài tính cố định một cách cả gậy bánh xe. Thế thì tuy là cô ấy chưa nghĩ ra ngôn ngữ lập trình nào cả, nhưng cái ý tưởng của cô ấy được ghi nhận như là người lập trình viên đầu tiên thế giới. Và cái ngôn ngữ của Quốc phòng Mỹ thời gian thực được phát minh vào vào năm 1900 năm 1978 tên là Ada, mang luôn tên cô, vâng, bởi vì người phương Tây họ rất là ga lăng và họ đã lấy tên cô để đặt cho cái ngôn ngữ này, mặc dù cái người đặt ra lại là Bộ Phòng Mỹ. Tiếp theo thì sự phát triển của ngành công nghệ thông tin bắt đầu là mang tính khoa học. Trước đây như chúng ta nói từ đầu đến giờ, các tất cả các phát minh chủ yếu là các cái công cụ tính toán, chưa có cơ sở lý luận gì cả. Nhưng đến cuối thế kỷ, chính xác hơn là giữa thế kỷ 19 và năm 1847, thì có một cái nhà toán học người Anh tên là George Boole, mà các bạn đều biết rồi bởi vì cái môn đại số logic ấy mang tên ông là đại số Boole. Ông ấy đã nhân lúc rảnh rỗi ông làm thơ làm triết học, thì ông đã phát minh ra được cả môn lý thuyết về sự đúng và sự sai, và đó là cái nền tảng đầu tiên của cái logic nhị phân, nền tảng của rất nhiều máy tính cho đến nay chúng ta đã sử dụng. Thế tuy nhiên cũng phải đợi cuối thế kỷ 19 vào năm 1890, lúc đó có một kỹ sư người người Mỹ là tên là Hollerith. Ông ấy đã phát minh ra cái máy bảng, máy bảng không phải máy tính bảng đâu mà là máy bảng temperature, là máy bảng. Thì cái máy này nó cho phép là dựa trên một cái bảng dữ liệu có sẵn, tức là những cái metadata, những cái siêu dữ liệu, thì có thể là tính rất nhanh. Và cái máy tính của ông ấy lúc đó ấy, là đáp ứng cái nhu cầu điều tra dân số ở nước Mỹ. Và cuối thế kỷ 19 thì nước Mỹ là miền đất hứa để cho những người nghèo khổ, những người thất nghiệp và những cả những kẻ có tiền án tiền sự ở châu Âu chạy sang, và họ làm cho dân Mỹ phát triển dân số rất nhanh. Nếu mà điều tra dân số mà cộng thủ công thì không kịp. Vì vậy là Bộ Tài chính Mỹ đã đặt ra cái đấu thầu và ông này đã thắng. Nhưng mà ý tưởng của ông ấy nó hay ở cái chỗ là không phải ông chỉ có làm cái máy tính này, mà sau đó ông thấy rằng là máy tính ấy đã được alo mất rồi. Có nghe thấy không? Dạ vâng ạ, chúng cháu vẫn nghe thấy bác ạ. À, thì ông ấy đã lập ra công ty, và cái công ty của ông ấy sau này sang thế kỷ 20 đổi tên và trở thành cái công ty hàng đầu thế giới ngày nay chúng ta đều biết, đó là công ty IBM, tức là International Business Machines. Ông ấy đã lập ra cái công ty máy tính đầu tiên mà có cái tính xuyên lục địa, có tính toàn cầu. Và ông ấy đã biết là cái máy tính bảng của ông ấy là nó không chỉ bán để điều tra dân số mà nó có thể dùng để tính lương,
quản lý người lao động trong các nhà máy, mà lúc đó nước Mỹ là cái nơi dẫn đầu về công nghiệp hóa. Thì sang thế kỷ 20 ấy, thì có rất nhiều cái tiền đề để cho công nghệ thông tin ấy trở thành một cái ngành chủ đạo. Và trước hết đó là vào đầu thế kỷ 20 người ta phát minh ra bóng đèn điện tử. Thì cái bóng đèn điện tử như ta thấy ở đây đây, bóng đèn điện tử đây, bóng đèn điện tử. Bóng đèn điện tử là nó là dùng trên không. Thì nó có cái tốc độ tính toán rất là nhanh. Tuy vậy nhược điểm của nó chúng ta đều biết là nó nóng và nó tiêu tốn nhiều điện và nó chóng bị hỏng. Thì những cái máy tính đầu tiên ấy là ra đời trên nền tảng của bóng đèn chân không. Và lúc đó đồng thời song song ấy thì ra đời những cái lý thuyết đầu tiên về trí tuệ nhân tạo và giải mã. Nó gắn liền với tên tuổi của cái giải thưởng công nghệ thông tin lớn nhất hiện nay là giải thưởng Alan Turing. Các bạn đều biết rồi, ông Turing ấy lúc đó rất trẻ, năm 1936, ông ấy chỉ có 17 tuổi thôi mà ông đã viết một cái bài báo đặt nền tảng cho trí tuệ nhân tạo. Và cái tài năng thật sự của ông ấy là bộc lộ khi mà ông ấy giải mã được những bức điện mật của quân đội phát xít Đức dùng để tấn công các nước đồng minh. Thì ông đã giải mã ra và người ta đã phải làm máy tính điện tử tại nước Anh để kịp tính toán cái bức điện mật đó, tức là cái ông tìm ra thuật toán nhưng mà để giải được phải dùng máy tính điện tử. Đấy là vào năm 1940 khi chiến tranh thứ hai bùng nổ châu Âu, và tài năng của ông ấy đã sớm bộc lộ và đặt nền tảng cho châu Âu lúc đấy. Thì rất đáng tiếc là sau chiến tranh ấy, thì người ta đã quên lãng tài năng của ông và nước Anh lại bỏ rơi vị trí đi đầu của mình, và ông ấy bị kết tội vì ông là người đồng tính. Do đó là ông ấy bị kết tội và sau đây ông đã tự tử. Rất tiếc một thiên tài như vậy là mất sớm, mất quá trẻ. Sau này Thủ tướng Anh có xin lỗi. Thì cũng vào những năm chiến tranh đó thì máy tính điện tử ra đời ở tại Mỹ và tại Anh, và đặc biệt ở Mỹ vào cuối chiến tranh năm 1945 thì có một nhà khoa học thiên tài giải thưởng Nobel là ông von Neumann. Ông này là người Do Thái gốc Hungary. Ông ấy chạy loạn phát xít sang Mỹ và ông đã giúp cho các nhà cái đội ngũ khoa học của Mỹ hoàn chỉnh kiến trúc mới của máy tính mang tên ông là kiến trúc von Neumann. Và cái kiến trúc này hiện nay chúng ta đều thấy trong tất cả các sách giáo khoa về tin học của máy tính. Năm 1947 tại phòng thí nghiệm của hãng Bell thuộc tập đoàn AT&T, tức là cái tập đoàn về viễn thông lớn nhất của nước Mỹ ngày đó, chùm về các cái điện thoại, thì người ta phát minh, nhà bay nào học Mỹ đã phát minh ra bóng bán dẫn, tức là transistor. Đấy là một cái linh kiện điện tử đặt nền tảng cho công nghệ máy tính của hiện nay mà chúng ta đang dùng. Còn tương lai thì sẽ là máy tính khác, nhưng mà hiện nay vẫn đang dùng cái kiến trúc dựa trên bóng bán dẫn. Thì ba nhà vật lý này đã được giải thưởng Nobel ngay, và chỉ 2 năm sau thì là bên Mỹ người ta đã làm ra cái máy tính đầu tiên. Và 6 năm sau ở tại Anh, lại lần nữa tại Anh người ta đã làm ra máy tính đầu tiên sử dụng các cái bóng bán dẫn này. Đấy, năm 1953 tại Anh, ở tại thành phố Manchester mà có đội bóng đá, hai đội bóng đá mà chúng ta đều biết đấy, rất nổi tiếng. Từ đó thì máy tính đã đi cái bước tiến khổng lồ. Chúng ta sẽ lướt rất nhanh. Đầu tiên là hãng IBM, như tôi nói lúc đấy, lúc này đã trở thành một hãng hùng mạnh nhất thế giới, thì đã chiêu nạp được các rất nhiều người tài giỏi về, mở các phòng thí nghiệm hàng đầu rất hiện đại và đưa ra các ngôn ngữ, ví dụ năm 54 là ngôn ngữ Fortran, còn sau này là rất nhiều ngôn ngữ khác như là COBOL vân vân, rồi các hệ điều hành, rồi đĩa cứng, đĩa mềm, rồi đĩa quang, cơ sở dữ liệu phân cấp, cơ sở dữ liệu quan hệ. Rồi đến năm 1964 thì có năm 1958 thì có một cái phát minh rất lớn ở hãng, một cái hãng khác của Mỹ là hãng Texas Instruments, hãng ở tầm tật tại thành phố Texas. Thì cái hãng này nó đã, lần đầu tiên là tích hợp nhiều bóng bán dẫn vào trong một chip, và đấy là cái năm 1958 là cái năm mà người ta được coi như là cái chip ra đời, tức là người ta tích hợp nhiều transistor ở trong một bản thể silicon. Và cái ông ấy được giải Nobel sau này là ông Jack Kimby ở hãng Texas này. Ông ấy rất tiếc là ông ấy cũng thỏa mãn và không đưa được cái hãng Texas này đi quá xa. Hãng này làm rất nhiều linh kiện bán dẫn và chip nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó. Trong khi hai học trò của ông ấy tách ra khỏi thầy và mở một công ty mà ngày nay chúng ta đều biết rồi,
đó là công ty số 1 của Mỹ về linh kiện điện tử, hãng Intel, với hai người học trò rất nổi tiếng hiện nay cũng đã đến tuổi mà ta đi. Tiếp theo đó là cái sự ra đời của máy tính mini, và ngay năm 1964 cùng thời với năm máy tính ra đời mini ra đời thay cho những cỗ máy của IBM đắt tiền, thì người ta cũng lại phát minh ra những cái máy tính đầu tiên sử dụng chip. Và rất nhanh sau đó thì những cái chip này cũng đã đưa vào miền Nam Việt Nam chúng ta, thì có cuộc chiến tranh ở tại Việt Nam. Và chúng tôi trong phòng bảo tàng này có những cái bìa của máy tính của Mỹ với những con chip mang cái ký hiệu năm sản xuất là 1967 đấy, trong tủ đây. Sau đó thì là người ta phát minh rất nhanh ra máy tính cầm tay, rồi máy tính cho các bà nội trợ, vân vân. Và năm 67 ra đời cái đĩa mềm. Mà đĩa mềm năm ấy là nó to, cái đường kính của nó là 8 inch, 1/2, là rất to. Đấy, mà trong bảo tàng này cũng có mấy chiếc mà tôi đã làm việc trên cái máy tính, trên những cái đĩa mềm này lúc thời gian đầu, trước khi mà chuyển sang những cái đĩa mềm bé tí ngày nay. Và thế này chúng ta dùng USB cũng không dùng đĩa mềm nữa. Thì năm 1971 ấy, có một cái sự kiện chấn động, đó là hãng Intel như tôi vừa nói lúc đấy, lúc đó đã trở thành một cái hãng hàng đầu thế giới về công nghệ làm chip. Thì lúc đầu họ chỉ biết làm bộ nhớ thôi, chip bộ nhớ là dễ nhất. Thế nhưng mà cái hãng Intel lúc đó rất nghèo, bé nhỏ đó đã được một cái hãng Nhật chuyên làm máy tính cầm tay cho các bạn nội trợ để ý đến. Và một cái anh thực tập sinh của người Nhật rất trẻ. Đấy, tôi luôn nhấn mạnh là những cái phát minh chúng ta từ đầu giờ hầu hết đều được phát minh bởi những bạn rất trẻ, những người đủ có quốc tịch, không phân biệt cả. Lần này thì lại là quốc tịch là một người Nhật Bản. Đấy, lúc nãy tôi quên không nói, cái người phát minh ra bộ nhớ văn dẫn đầu tiên ấy, là một người gốc Trung Hoa, tên là Vương An. Thì năm 71 như vậy là bộ vi xử lý đầu tiên ra đời tại Intel là do một cái tư tưởng của người Nhật. Ông ấy tên là Shima, và sau này ông trở thành đại sứ của hãng Intel ở tại Nhật Bản. Và ông bán hàng cho hãng Intel ở tại Trung Đông này. Thì có mấy năm sau thôi, năm 71. Như vậy là công nghệ người Mỹ đi rất là sớm, nhưng mà để làm ra máy tính thì lại là tư tưởng của người nước khác. Các bạn thấy không? Như thời đại ngày nay là chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng ai có thể có tư tưởng đó có thể là tìm được cái rất ứng dụng. Thế tuy nhiên là tuy hãng Intel đã làm ra chip và sau đó rất nhanh các hãng khác làm ra chip, nhưng lúc đó người ta cũng chả biết dùng chip này vào việc gì cả, ngoài làm cái máy tính cầm tay, tức là máy tính mà các bà nội trợ cũng dùng đấy. Mãi đến năm 1973 thì lần đầu tiên một cái tên tuổi người Việt đã được vang lên ở trên quốc tế, đó là ông Trương Trọng Thi, một người Pháp gốc Việt, ông quê ở Vĩnh Long, ông sang học ở Pháp về điện tử, học về ngành điện tử, và sau này là ông ấy lập ra một công ty điện tử chuyên làm những cái thiết bị viễn thông và thiết bị điện tử. Thì trong trường hợp này là ông dùng cái chip của Intel để làm một cái máy tính, là làm cái việc mà hiện nay chúng ta đang làm ở Việt Nam này, đó là thay cho cái cửa sổ, cái người gác đường cao tốc ấy. Đấy. Là để cho xe ô tô chạy vào đường cao tốc ấy, nó kiểm soát, trả tiền phải trả tiền mà, đường cao tốc phải trả tiền. Thì cái máy này ông làm đầu tiên là chính là cái máy trả tiền. Chính vì ông làm trong một cái lĩnh vực ứng dụng rất hẹp như vậy, ở bên ngoài không biết, nên nước Mỹ còn tranh cãi mãi, vẫn cứ cho là Steve Jobs là người đầu tiên làm máy tính. Nhưng mà mấy năm sau Steve Jobs đến cầm cái máy tính này của hãng của ông Trương Trọng Thi, thì mới thừa nhận đây chính thức là cái máy tính đầy đủ hơn, mạnh hơn máy tính của Steve Jobs rất nhiều, nhưng mà lại dùng ở trong công nghiệp. Thì tất nhiên là ông Trương Trọng Thi sau đó là ông ấy cũng nắm được tinh thần và ông chuyển sang làm máy tính như chúng ta vẫn thấy ngày nay, máy vi tính. Nhưng mà người Mỹ họ đã chèn ép, cái nước Mỹ nó có đúng là chủ nghĩa tư bản, nó dùng sức mạnh đồng tiền chèn ép. Thì ông Trương Trọng Thi là người lúc đó đã rất là yêu nước, đã về Việt Nam, đã muốn trao tất cả những cái phát minh sáng kiến này cho người Việt Nam. Nhưng mà lúc bây giờ hoàn cảnh nước Việt Nam mình đang chiến tranh với lại Trung Quốc ở biên giới và với Campuchia, vì vậy là Việt Nam đã lỡ một cơ hội rất lớn. Nhưng cũng rất là may là đúng vào thời điểm đó ấy, thì bọn tôi ở tại Việt Nam năm 76, tức là sau ông Trương Trọng Thi 3 năm. Bọn tôi lúc chả biết ông Trương Trọng Thi ai, bọn tôi đã làm cái máy tính đầu tiên ở tại Việt Nam, mà cũng là đầu tiên ở châu Á. Lúc ấy là Trung Quốc, Nhật chưa làm ra, mà Việt Nam làm trước, Ấn Độ cũng chưa làm. Đấy. Thì chúng tôi lúc đó là rất trẻ, là những thanh niên chưa đến 30 tuổi, cả nam cả nữ. Thì chúng tôi đã làm cái máy tính đó, và hiện nay trong bảo tàng vẫn còn rất nhiều ảnh. Cái máy tính đó thì không còn nữa. Đấy, thì nó thời đó nó có rất nhiều cái lý do về kinh tế,
Thì tất cả những máy tính là nó có rất nhiều vàng, và sau này rất nhiều cái thứ mà nó có vàng đó là bị người ta thu gom, người ta bán mất hết để lấy vàng. Ở đây là những năm rất là đói khổ Việt Nam. Thì riêng cá nhân tôi có giữ được một cái hệ phát triển. Đây là đấy, hệ phát triển của tôi. Thì từ cái hệ phát triển này thì làm ra cái series, bởi vì cái máy tính đầu tiên là V80 thì không còn nữa. Nhưng cái series này là V81 và 82 thì nó ra đời từ cái này. Thì đã dùng cái chip mới hơn là chip Intel 8085. Còn cái chip cái VT80 là dùng chip Intel 8080A, thì cái này là 8085A để nó mạnh hơn. Và như vậy thì bạn thấy không? Những thanh niên trẻ như chúng tôi lúc đó đã làm ra được máy tính rất sớm. Và sau đó thì tôi rất may là được Pháp cho sang thực tập ở tại công ty điện lực Pháp. Đấy. Chính là đáng lẽ là tôi vào cái nơi mà làm ADA, nhưng vì người ta làm ADA là bí mật của phòng Mỹ thì nhà tôi bị từ chối. Và rất may là tôi được rơi vào phòng thí nghiệm của công ty điện lực Pháp, là một trong công ty 10 công ty giàu nhất nước Pháp. Lúc đấy họ có cả máy tính Crayon, siêu máy tính của Mỹ. Thế vì vậy là mình rất may. Thì bên cạnh những thứ hùng hoành tráng như thế thì lại có điều kiện, có tiền bạc và có thời gian để làm việc thẳng với lại người Mỹ, và tôi đã làm ra được cái series máy tính và đem về nước, chính là cái series 8081 sau này, à 8182 sau này. Thì rất nhanh chóng ở nước Mỹ người ta làm ra hệ điều hành máy vi tính, rồi máy vi tính dần dần là được đưa ra khỏi lĩnh vực trò chơi. Lúc đầu là máy vi tính chủ yếu người Mỹ dùng để chơi, giống như các bạn rồi, máy vi tính giờ cũng chủ yếu là dùng chơi ngay từ đầu đấy. Bởi vì cái người mà nghiêm túc thì người ta nghĩ rằng là máy tính là phải để kiếm ra tiền, nhưng mà để chơi. Thì lúc đó thì những cái bạn mà chưa học đại học như Bill Gates, Steve Jobs thì người ta lại làm máy tính để chơi. Đấy, ở Việt Nam chúng tôi thì ngược lại, còn tôi làm ra máy vi tính lúc ấy là phục vụ chiến tranh, thì chúng ta đánh nhau như thế Trung Quốc như Campuchia, thì ra còn tôi làm máy tính chủ yếu dùng quốc phòng. Thì chính vì đó mà mãi sau này tôi mới xuất hiện. Thế lúc về nhưng mà tôi lại lưu trữ lại rất nhiều thứ để thế là bảo tàng, thành ra nó có các cái bằng chứng, những cái hiện vật để mà các bạn nhìn thấy là chúng ta đã làm được những kỳ tích lúc đó, và đi theo đúng cái hướng công nghiệp, là hướng phục vụ công nghiệp quốc phòng. Trong khi những người Steve Jobs, Bill Gates thì chủ yếu máy tính dùng để chơi, nhưng mà đấy lại là một cái phát minh vĩ đại, bởi vì trước đây là người ta phải học rất lâu, mặc áo cổ cồn trắng vào những phòng rất sạch để nghiên cứu làm máy tính rất đắt tiền. Thì chính nhờ cái máy tính trò chơi này mà tất cả những đứa trẻ chẳng cần học đại học có thể tham gia được, và nó như vậy là thay vì có khoảng độ mấy trăm người biết dùng máy tính, nghìn người, mấy trăm nghìn người có biết dùng máy tính thế giới vào năm 1976, thì người ta đã bắt đầu có hàng triệu bạn học sinh sinh viên chưa có bằng cấp gì đã có thể tham gia vào, và họ đã đảo lộn, và dẫn đến cả cái chết tạm thời của hãng IBM nổi tiếng. Tức là có một thời là hãng của ông Bill Gates đã vượt vượt mặt hãng IBM. Đấy, mặc dù là cái người đàn em đã nhờ IBM đi lên nhờ liên hệ với MS-DOS mà Bill Gates mua của Southern Computer để viết lại cho IBM PC. Cái máy tính này là ra đời năm 1982, bạn nhớ năm 82 mới ra đời IBM PC của IBM. Và lúc đó đẩy vị trí IBM rất cao, nhưng mà cũng nhờ đó mà các cái nhà sản xuất máy tính ở châu Á đã nhân cơ hội đó mà làm được máy tính rẻ của Mỹ rất nhiều, và đã chiến thắng bằng cách là họ mua cái bản quyền phần mềm của Microsoft và mua phần cứng của Intel. Đấy là hai cái lý do làm cho IBM là không chống đỡ kịp. Sau này là IBM phải bỏ thị trường, phải bán đi, và cái gần nhất là các bạn biết là cái ThinkPad ấy, cái máy tính laptop của IBM cũng phải bán cho hãng Lenovo của Trung Quốc, không cạnh tranh nổi. Các bạn đều biết hiện nay các chip đều làm ở tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc là chính, nhưng Mỹ là chỉ nắm công nghệ thôi chứ không không còn về sản xuất, là không theo kịp với cái giá. Thì chúng ta thấy rằng là phát minh nó rất nhanh, có sự tham gia của toàn cầu nó rất nhanh, nhưng mà nó cũng tạo ra một cái thị trường cạnh tranh khốc liệt, và nếu không cẩn thận thì là thất bại. Điển hình là nước Liên Xô hùng cường ngày xưa đã từng làm chip, nhưng mà sau này bị lạc hậu công nghệ, chip của họ đắt quá không thể nào cạnh tranh, và tất cả ý tưởng đều chết ở trong phòng thí nghiệm. Máy tính ở ngoài của họ bây giờ phải mua của chip của Mỹ, và bị Mỹ cấm vận trong vùng chiến tranh với Ukraine là rất thiệt hại kinh tế. Dạ Thì tôi nói này thì bạn biết rằng tất cả các thứ khoa học công nghệ này nó gắn nhau, gắn cả với chính trị và kinh tế. Thì nếu mà không 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 đi đúng hướng ấy, thì chúng ta không thể nào mà tiến lên được, và đất Việt Nam chúng ta mãi nghèo. vâng Thì tiếp ạ. theo là những cái năm tháng rất là hào hùng của ngành tin học thế giới với sự ra đời của mạng cục bộ.
và sự ra đi của hãng Cray, siêu máy tính, vì siêu máy tính nó đắt quá và nó không thể nào làm việc trong điều kiện bình thường như chúng ta thấy. Và vì vậy những cái chip của hãng Intel hiện nay nó cho phép người ta mắc song song nó lại hàng vạn chiếc, nó tạo những siêu máy tính vừa rẻ lại vừa làm việc trong những điều kiện nhiệt độ trong phòng dễ hơn là máy tính siêu máy tính Cray là ngày xưa phải làm việc với lại nhiệt độ của nitơ lỏng, nhiệt độ rất lạnh, siêu lạnh. Tiếp theo thì ta thấy là những sự phát minh nó chuyển dần sang cái hướng toàn cầu hóa, có nghĩa là từ mạng cục bộ người ta chuyển đến mạng internet sau này. Thì tất cả cái này đều ra đời ở những năm 80. Đấy là những cái năm mà tôi cũng thường xuyên sang châu Âu làm việc và đã tiếp thu được rất nhiều công nghệ đem về nước. Và trong những thời kỳ đó chúng ta thấy là ngoài mạng cục bộ, mạng internet thì còn ra đời cái mạng web. Đấy, mạng web toàn cầu. Đấy là nền tảng của internet ứng dụng. Và thế kỷ 20 kết thúc bằng một cái ý tưởng, bằng hai ý tưởng. Một, thứ nhất là cái ý tưởng về các cái phần mềm nguồn mở và tự do. Và cái ý tưởng thứ hai vào năm 1995, tức là 2 năm sau, là cái hệ điều hành di động. Mà mãi đến đầu thế kỷ 21 này, với sự ra đời của Nokia, của máy tính, của điện thoại thông minh iPhone, thì chúng ta mới thấy được là cái máy tính đúng thật là bây giờ nó thay cho cái điện thoại. Và nó lại còn nhiều cái chức năng ứng dụng ngay trên trong túi quần của từng người được. Nó đưa tất cả chúng ta hiện nay đến cái không gian ảo. Trong chớp mắt là tất cả chúng ta đều có thể nói chuyện nhau như chúng ta đang nói chuyện qua Zoom đây. Chúng ta có thể liên kết ngay với nhau, hỏi đáp với nhau và nhìn thấy các hình ảnh, quay phim, chụp luôn ở chỗ. Thế vì hai cái tư tưởng đã kết thúc cái phần mà tôi tạm để trong phòng này. Còn cái phần tiếp theo thì tôi hy vọng sẽ đặt ở trong phòng bên cạnh sau này và có cái hình ảnh các bạn để lần nữa những tên tuổi người Việt Nam chúng ta lại được xuất hiện trên bản đồ thế giới. Thì đây là một số cái thành tích mà tôi muốn nói để nói là người Việt Nam chúng ta đã có công hiến ngay, tức là chúng ta đã có những cái phần mềm và những cuốn sách đào tạo ngay. Chúng tôi những ngày năm đầu tiên làm từ năm 70 là chúng tôi năm 75 là chúng tôi bắt đầu đã có sách giáo khoa viết phổ biến cho học kỹ thuật, và rất nhanh sau đó là chúng tôi tự viết hệ điều hành ở Việt Nam dựa trên cái mã nguồn mở Linux, các bạn đã biết rồi, thì chúng tôi đã viết các hệ điều hành đây và đưa vào các ứng dụng, rồi số hóa tất cả các giáo trình như là toán học, lý học, cơ học vân vân, đưa vào đĩa CD và DVD rất sớm. Và năm 1990 cái cuốn tin học phổ thông này đấy, là tôi đã viết và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục này là thầy Phạm Minh Hạc ủng hộ. Thì tuy nhiên là thời cơ chưa đến, thành ra máy tính lúc này rất đắt. FPT có tặng trường Amsterdam một cái phòng thí nghiệm và cái cuốn sách này của tôi đã được dạy ở tại trường Amsterdam. Và lúc đó nó bán được cái kỷ lục là bán được 8.000 cuốn, một cuốn sách tin học phổ thông, tin học trong nhà trường phổ thông lúc đấy mà bán được 8.000 cuốn. Hôm nọ các thầy cô tin học Việt Nam đến thăm bảo tàng là rất vui khi mà cho tôi biết là chính các thầy cô là cái lứa học sinh ngày xưa trường Amsterdam đã học cuốn này của tôi. Đấy. Và bây giờ đã trở thành những giáo sư tiến sĩ hàng đầu. Chúng ta đi tiếp sang đây để chúng ta thấy được là Việt Nam tin học đi vào cuộc sống từ lúc nào. Thì ý tưởng manh nha vào những năm 1960, lúc đó là giáo sư Tào Quang Biểu là phó chủ nhiệm Ủy ban Học kỹ thuật nhà nước, mà người đứng đầu ấy là ông Trường Chinh, là chủ tịch Quốc hội Việt Nam lúc đó, và ông Tào Quang Biểu là người phó chủ nhiệm kiêm tổng thư ký. Thì tính là thầy Tạo Quang Biểu ấy là người đã du học ở Anh và Pháp trước kia thì trở về nước theo Hồ Chủ tịch làm cuộc kháng chiến chống Pháp, và khi thành công thì trở thành nhà khoa học hàng đầu Việt Nam. Chính thầy đã giúp cho rất nhiều học trẻ Việt Nam ấy đi được những cái bước tiến rất dài. Từ cuộc kháng chiến gian khổ chúng ta nhảy ngay được vào và mở rất nhiều trường, nhiều môn học, trong đó có môn tin học. Thì tuy nhiên cũng phải mất mấy năm thì chúng ta mới có người tiến sĩ đầu tiên là thầy Nguyễn Bá Hào. Từ năm 1962 thầy là tiến sĩ tin học đầu tiên Việt Nam, chuyên về lập trình, học ở tại Liên Xô lúc đó, bây giờ gọi là nước Nga đấy. Và năm 1963 thì thầy trở về nước và thầy đã mở được cái lớp đầu tiên ở Việt Nam, nhưng mà chỉ có 4 sinh viên dám theo học là 4 sinh viên toán. Hiện nay thì ba thầy đã mất rồi, chỉ còn thầy cuối cùng còn sống, thầy là bạn tôi. Thì năm 63 thầy bắt đầu học tin học, và năm 67 thì những thầy này mới bắt đầu tốt nghiệp. Nhưng lúc đó cũng rất may lại ở miền Nam thì có một thầy là kỹ sư Dương Quang Thiện cũng học ở Pháp. Sau đó thì thầy nhập quốc tịch Thụy Sĩ vì lấy một bà vợ là người Thụy Sĩ.
là thấy là người bị bại liệt, thành ra là hai vợ chồng có cái tinh thần làm từ thiện và họ đã quay về Việt Nam. Năm 67 chúng ta đều biết rồi, lúc là chiến tranh rất khốc liệt trên Anh Mỹ ở Việt Nam. Thì thầy Dương Quang Thiện, thầy đã mất được mấy năm rồi, thầy đã trở về nước và là một trong những người đầu tiên dạy tin học ở miền Nam Việt Nam lúc ấy, và bảo hành cho những cái máy tính của hãng IBM. Thì như vậy, vậy ta thấy rằng rõ ràng chiến tranh ở trên thế giới đã làm cho máy tính ra đời phát triển, mà ngược lại ở Việt Nam cũng thế thôi. Ở Việt Nam thì máy tính của Mỹ và máy tính của Liên Xô ở miền Bắc là cái ảnh dưới này, 5968, thì máy tính của Liên Xô vào Việt Nam có chiếc duy nhất lúc ấy. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ là chúng ta có duy nhất một chiếc máy tính ở miền Bắc đối chọi với lại hàng mấy chục máy tính của Mỹ ở miền Nam, và chúng ta đã chiến thắng. Các bạn thấy không, máy tính Liên Xô kém hơn. Đây chúng ta thấy ngay một cái máy tính Liên Xô 578 đấy, 10 năm sau mà một cái máy tính Liên Xô lạc hậu này vẫn còn tồn tại, được sản xuất, vẫn còn để 5 tháng sản xuất đấy, và chúng tôi vẫn còn lưu trong bảo tàng. Thế còn cái máy tính kia cũng rất tiếc, như tôi đã nói, là vì nó có chứa rất nhiều kim loại quý nên nó bị bán rồi, sau chiến tranh thì nó bị bán mất rồi đấy. Thì năm 70 thì lúc ấy trường đại học Bách Khoa mới bắt đầu dạy mở những cái lớp về kỹ sư lập trình, nhưng trước đó là trường đại học Bách Khoa không có, mà cái môn tin học là được dạy tại đại học tổng hợp năm 63, là đại học tổng hợp Hà Nội trong bộ môn toán. Lúc ấy chưa có môn tin học, mà chỉ môn tin học chỉ coi như là một học kỳ học duy nhất ở trong môn toán. Năm 1973 thì lúc đó là thầy Nguyễn Lãm là một trong người đầu tiên Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô, và sau đó làm luận án tiến sĩ ở đó, trở về và làm trưởng phòng máy tính của Ủy ban học kỹ thuật nhà nước, là nơi tôi vào làm. Và sau đó thì thầy chuyển sang bên quân đội và cũng mở ra cái trung tâm tính toán ở quân đội để cho đến lúc về hưu. Và chính những cái hai cái trung tâm này là hai trung tâm đầu tiên miền Bắc đã đào tạo rất nhiều người tài. Và năm 74 thì chúng tôi tiếp theo cái máy tính của Liên Xô, và năm 68 ấy, thì năm 74 chúng ở miền Bắc chúng tôi có cái máy tính thứ hai, cũng ở tại Ủy ban học kỹ thuật nước, và tôi trực tiếp làm cái máy tính này, đó là máy tính Odra 1304 đấy. Thì cái máy tính này là dùng công nghệ transistor, trong khi lúc đó trên thế giới người ta đã dùng chip rồi, thì riêng ở cái máy tính này của xã phe dòng lúc ấy vẫn còn dùng transistor. Rất tiếc cái máy này cũng đã bị bán rồi, không còn nữa. Cái hầm cũng đã bị san bằng hết để xây nhà, bây giờ không còn dấu tích gì cả, nhưng tất cả những hình ảnh ấy tôi vẫn còn giữ lại được. Thế nên năm 75 khi mà giải phóng miền Nam ấy, thì là chúng ta thu hoạch được mấy chục cái máy tính của Mỹ để lại. Đấy, hình ảnh của máy tính Mỹ đây. Series IBM 360 thì là rất nổi tiếng trong những cái thập kỷ 70. Đấy, nó dùng chip. Đấy, đây là các cái chip của đây. Đấy, các chip của hãng IBM ở đây. Tôi giữ lại đây. Đấy. Ở phía dưới là những cái cuốn sách đầu tiên chúng tôi viết ấy. Năm 73, 75, 78 là chúng tôi đã viết sách tin học rồi. Và đây là bên cạnh cái bìa đỏ đỏ này, chính là những cái bìa máy tính VT81 mà tôi nói rồi, 82 đấy, chính là tay tôi làm, tự tay tôi làm. Và sau đó các anh chị khác tiếp tục làm tiếp và mở rộng. Tức là những cái năm 80 đó là ở miền Bắc Việt Nam là máy tính đã có hàng mấy chục chiếc do chúng tôi sản xuất và đưa vào sử dụng ở tất cả các nơi mà đều miễn phí cả. Rất nhiều các thứ linh kiện này là do chúng tôi bỏ tiền túi ra mua đem về, mà lúc đó phải rất bí mật đi qua hải quan, vì lúc đó là Việt Nam bị cấm vận, toàn thế giới cấm vận, giống như Ukraine bây giờ với Liên Xô. Cái tiếp theo ấy là như ra thấy rồi, đây là cái ảnh cái máy tính đầu tiên năm 76 và 77 đấy, rồi năm 78 là đây máy tính VD mà tôi làm lúc nãy, tôi sợ mọi người đã quay ở đây đấy. Sau đó đến năm 79 80 là những cái máy tính series VT 1 2 triển khai khắp nơi, và chủ yếu vẫn dùng vào mục đích đào tạo và quốc phòng công nghiệp. Thì mãi năm 81 thì lúc đó thì ông Võ Văn Kiệt lúc đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì có mời chúng tôi vào và giúp. Lần đầu tiên chúng tôi tự viết phần mềm lẫn cả hệ điều hành để đem cái máy tính V81 của mình đấy, năm 81 này, 981 vào quản lý cho nhà máy may Sinco ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái ứng dụng lịch sử lần đầu tiên người Việt Nam làm từ A đến Z, cả phần cứng phần mềm, để giải quyết bài toán không phải còn là bài toán an ninh quốc phòng nữa, mà là bài toán hoàn toàn dân sự. Thì chính nhờ những thành tích đó mà chúng tôi được đích thân Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm, rồi giao cho Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp phụ trách học kỹ thuật lúc đó trích cho một khoản tiền. Thì về nhờ cái khoản tiền đó mà tôi không phải bỏ tiền túi nữa, mà tôi có thể đem tiền của nhà nước để đi mua các linh kiện. Tất nhiên là rất ít đi, có 500.000 franc lúc ấy, tức là tương đương 100.000 đô la bây giờ, là rất nhỏ. Nhưng mà chính với số tiền đấy mà lúc ấy vật tư rất đắt, chúng tôi đã làm được hàng loạt các máy tính sử dụng khắp nơi. Và quan trọng hơn nữa là đã được nhà nước cho xây một cái tòa nhà. Chứ còn trước kia ấy là
những cái ảnh đầu tiên ra thấy máy tính chúng ta đều làm trong nhà tranh vách đất cả, thì đến cái năm 1982 là đầu tiên được vào một cái tòa nhà đúng nghĩa là nhà building 2 tầng. Thì sau đó là chúng ta bị sa lầy với cuộc chiến tranh biên giới ở Campuchia, thành ra tiền cũng hết, thì phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp chuyển sang ủy ban sinh đẻ kế hoạch, thành ra công việc thì tạm như dừng. Nhưng mà tôi thì cũng không dừng, và tôi đã tiếp thu được ở phương Tây cái ý tưởng là máy tính. Lúc đó là như tôi đã lúc đấy là máy tính của Đài Loan, của Hồng Kông ấy, nó giá rẻ hơn của Mỹ rất nhiều, thì chúng ta không thể cạnh tranh được. Rồi cả Singapore nữa, chúng ta chuyển sang là ứng dụng, tức là sử dụng máy tính và các lĩnh vực khác nhau. Thì trong đó có một lĩnh vực rất lớn mà tôi đã nhanh chóng đưa vào, cũng tương đương như là Alan Turing ấy, thì tôi cũng sử dụng máy tính để mà giải mã những bức điện của địch. Đấy, và ngược lại là chúng tôi năm 87 lại dùng các cái máy tính của mình để tạo những cái máy mã. Và chính nhờ cái này mà năm 87 và sau đó năm 2007, tức là 20 năm sau, thì chúng tôi được trao giải thưởng nhà nước, tập thể này được trao thưởng giải thưởng nhà nước. Đấy, vì chúng tôi đã làm ra những nhiều máy tính mà để mã hóa những bức điện Việt Nam cho địch không không thể nào giải được. Đấy là rất là niềm tự hào rất lớn của chúng tôi, và là thành tích thời chúng tôi còn đang rất trẻ đây này. Thời bọn tôi này, tôi là người đang ngồi đây, còn phía sau là các anh đang đứng. Đấy, phía trước là các tướng lĩnh của ngành cơ yếu Việt Nam. Thì năm 86 lúc đó cũng do cái điều kiện đặc biệt ý, thì chúng ta bị một cấm vận như tôi vừa nói, thì giáo sư Vũ Đình Cự có thành lập một cái cơ quan ngang bộ gọi là Viện Nghiên cứu Công nghiệp Quốc gia, để có một cái tên rất là bình dị như vậy để có thể hợp tác phương Tây. Thì tôi đã được mời về đấy làm, tôi kiêm nhiệm mấy chức, và vừa làm ở Viện Học Việt Nam lại vừa làm ở Viện Quốc gia để làm về công nghệ, một đằng là khoa học một đằng là công nghệ. Và đồng thời tôi cũng làm đi cơ yếu, và năm 88 thì tôi cũng tham gia thành lập FPT, tức là vừa làm khoa học vừa làm công nghệ vừa làm cả kinh doanh, để miễn làm sao mà đưa được công nghệ thông tin vào ứng dụng của cuộc sống. Thế đây ảnh Trương Gia Bình với tôi đây đấy, ngồi ở tại giảng võ. Lúc FPT phải thuê cái nhà của trường trung học giảng võ để làm trụ sở, chứ chưa có nhà cửa như bây giờ. Năm 89 thì năm 90 thì chúng ta đã lập được tờ báo Tin Học và Đời Sống, tức là Tin Học đã trở thành mức bình dân, thì ai có thể mua được cái tạp chí để về đọc. Đấy, trong thư viện trên gác này chúng tôi còn đầy những tạp chí như vậy. Thế đây là những cái sách mà chúng tôi đã viết trong thời kỳ đó, và những sách của nước ngoài ta thấy là chúng ta rất nhanh chóng. Và từ những cuốn sách lúc đầu in xấu này ấy, thì sau đó từ những năm 1990 trở đi thì chúng ta bắt đầu in rất đẹp. Đó là vì tôi đã ứng dụng được cái máy tính vào một lĩnh vực mà giờ các bạn đều thấy hiển nhiên, nhưng mà những năm 1984 thì đấy là một cuộc cách mạng, đó là đưa được máy tính vào ngành in ấn Việt Nam và biến cái công nghệ in ngày xưa bằng chữ chì, chữ rời trở thành ra gọi là ngành sắp chữ ở trên máy tính điện tử, gọi bây giờ desktop publishing. Cái này tất cả chúng ta đều làm không biết, nhưng mà cách đây 30 năm thì đây là cả một cuộc cách mạng, 40 năm cái chứ đây là cuộc cách mạng. Và chính nhờ những thành tích đó cộng với lại thành tích ở trong lĩnh vực mạng mạng cao tốc, lúc chúng tôi đã làm mạng cáp quang vân vân, thì chúng tôi vẫn tiếp tục được được chính phủ ủng hộ, và tiến tới là sau này là sự ra đời của tiểu ban mạng, và tôi là chủ tịch, tôi là trưởng tiểu ban mạng, và ra đời của Internet Việt Nam cùng với lại bên rất nhiều cơ quan khác tham gia. Và tôi cũng trở thành ra một người, cho đến nay tôi vẫn là chủ tịch của cái tiểu ban tiêu chuẩn công nghệ thông tin Việt Nam, đấy, TCVN là tiêu chuẩn quốc gia ở Việt Nam về công nghệ thông tin, thì tôi là trưởng ban. Và nó đưa được cái công nghệ thông tin ý vào cái tiêu chuẩn theo đúng xu hướng của thế giới. Tất cả các bạn làm giờ phải đúng chuẩn. Đấy, chuẩn từ lập trình, chuẩn từ linh kiện, chuẩn từ mạng, chuẩn từ cái ổ cắm vân vân, tất cả có chuẩn hết. Mãi năm 94 thì lúc đó thì tạp chí PC World Việt Nam ấy lúc đấy mới ra đời và đưa vào. Và năm 95, 95 ấy thì chúng tôi cũng hoàn thành được cái mạng đầu tiên ở Việt Nam là mạng truyền báo cho báo Nhân dân, sau đó là báo Nhân dân. Tôi đã cùng một lúc ở Việt Nam có thể soạn báo ở trên mạng điện tử hoàn toàn và in là 80 với nhau cũng cần. Cái mạng này bọn tôi làm trên sau này chuyển sang là IP là thế này, thì cái công nghệ và internet và công nghệ của in ấn điện tử đây thì đấy tôi đưa vào ngay lập tức là chúng tôi từ năm 1993 là chúng tôi đưa được cái phần mềm của Linux mà trong mà như bạn biết anh tôi nói rồi, ở Việt Nam có 4 nhóm, trong đó có nhóm của tôi đã biết được hình ảnh Việt Nam bằng chữ.
Các bạn nghe đấy, tức là chúng ta đã vào internet rồi, chúng ta lập ra cái trang web điện tử, các tờ báo điện tử, và kết thúc cái thế kỷ 20 là chúng ta có một loạt sách giáo khoa, mà trong đó lại một lần nữa lại thấy ngoài nhóm chúng tôi ngoài Bắc thì các nhóm khác ở miền Nam ấy, thầy Dương Quang Thiện là viết hàng mấy chục cuốn sách đấy. Và đây là một trong cuốn sách cuối cùng trước khi thầy từ giã cõi đời ra đi, vẫn còn để lại. Thì đây là những cái bậc danh nhân mà tôi để tạm ở trong bảo tàng này. Hiện nay là những người đã khuất rồi thì mới được vào, còn ai còn sống thì chưa được vào đây. Thì đưa 8 người đầu tiên vào, từ thầy Bỉu cho đến thầy Phan Đình Diệu, Dương Quang Thiện, Vũ Đình Cự, vân vân. Nên hy vọng các bạn sau này cũng sẽ là một trong những danh nhân như thế. Thế còn đây chúng ta sẽ quay một phần, vì hiện nay là bảo tàng đang làm 3D, đang số hóa để chuyển dưới dạng ảo đưa lên mạng. Vì vậy có thể là các bạn là thấy nó hơi lộn xộn bảo tàng. Thì bọn tôi hiện nay ban ngày là rất tích cực ngồi quay phim chụp ảnh để dựng lại các hình 3D. Thì đây là những cái thứ mà chúng ta thấy là bắt đầu đi từ những cái linh kiện như là transistor, tụ điện, điện trở, rồi đến những cái ổ cắm. Đấy, rất nhiều vàng. Thời kỳ đầu là rất là linh kiện chưa tốt nên phải dùng vàng, sau này thay bằng nhôm, màu trắng là nhôm, màu vàng là vàng. Đấy, vàng rất nhiều. Đấy, rồi thay bóng đèn điện tử bằng các chip. Đấy, các chip từ bé đến to. Đấy, rồi chúng tôi số hóa sử dụng từ các scanner, hay scanner quét bằng tay, sau này scanner chuyên nghiệp to. Đấy, rồi những cái máy ảnh số đầu tiên của chúng tôi đây, từ máy ảnh cơ khí chuyển sang máy ảnh số, dần dần bé dần. Đấy, cuối cùng bé tí thì đây máy ảnh số bé tí. Rồi những cái thiết bị chứa data từ đĩa mềm mấy megabyte, sau này chúng ta chuyển dần qua các cái ổ DVD, ổ zip, ổ jazz zip, đấy, rồi đi cứng, và cuối cùng là hiện nay chúng ta dùng các ổ USB vì bộ nhớ rất là khổng lồ. Thế bạn thấy không? Và những cái đĩa CD và DVD ấy, ngay từ đầu bọn tôi đã sử dụng để mà lưu trữ các cái phần mềm cũng như là các cái dữ liệu trong các ngành khác nhau, ví dụ ngành mà sử dụng đến video và audio nó tốn kém một nhớ rất khủng khiếp. Còn bây giờ hiện nay chúng ta đều sử dụng cloud và dùng đám mây, và như vậy là tiết kiệm được rất nhiều các cái thiết bị. Chứ thời bọn tôi là mọi thứ đều phải tự tay mình mua và tự tay mình làm. Thế thì tôi lướt nhanh qua bảo tàng, còn rất hy vọng có điều kiện các bạn đến thăm tận nơi. Tại bảo tàng hiện nay có hàng nghìn hiện vật, thậm chí hiện nay là tổng số đã đến gần 2.000 hiện vật. Và hy vọng là các bạn nếu mà biết được những người nào có những hiện vật quý hiếm ngày xưa thì em hiến tặng cho bảo tàng, và mong các bạn được đặt các câu hỏi. Em xin chúc các bạn mạnh khỏe. Dạ vâng ạ. Chúng cháu rất là cảm ơn ngày hôm nay tiến sĩ Công đã dẫn chúng cháu đi tham quan một vòng bảo tàng công nghệ thông tin và chia sẻ rất nhiều những câu chuyện thú vị về lịch sử của ngành. Và vừa nãy khi mà tiến sĩ Công chia sẻ câu chuyện về chiếc máy VV80 và hai cái mô hình VV81, thì cháu thấy có mentor Xuân Thịnh là một mentor của Phoenix và đặt câu hỏi là không biết là chiếc máy tính đầu tiên của Việt Nam đó thì do nhóm Mắc Công làm ra thì chạy hệ điều hành là gì ạ? Biết là các cô đã nghe rõ câu hỏi của cháu chưa? Có. Dạ. Đây là cái máy tính, đây là cái bìa VT81, 82, còn cái 80 như tôi nói không còn nữa. Cái mà là 576 không còn nữa, còn cái này là 578 đây. Đây là 578, là 2 năm sau. Thì cái máy tính 576 ấy là làm bằng công nghệ là cuốn dây. Cuốn dây thì nó không công nghiệp hóa được, nó chỉ làm đơn chiếc thôi. Thì còn năm 1978 ấy, thì máy tính đã được làm mạch in như là tất cả các máy tính ngày nay. Đấy, chúng ta thấy đây, trong suốt này là hai lớp, mày gọi máy in hai lớp. Hiện nay thì công nghệ nó cho là đến 10 lớp rồi, nhưng mà cái năm 78 là chỉ có hai lớp thế này thôi. Thì cái máy tính này lúc đó là chạy hệ điều hành CPM80. Đấy, lúc đó là cái hệ điều hành này nó mạnh hơn của Bill Gates sau này. Thế nhưng mà chính là vì Bill Gates rất thông minh đã ký hợp đồng với hãng IBM là hàng đầu thế giới như tôi nói. Do đó mà cái hệ ảnh của ông Bill Gates sau này đã chiến thắng. Cái hệ ảnh CPM thì sau này không còn nữa. Nhưng trước năm đầu tiên thì nó ra đời trước IBM PC. Trước khi máy IBM của hãng IBM ra đời thì hệ ảnh CPM lúc là số 1 thế giới, và bọn tôi đã sử dụng hệ ảnh. Dạ vâng. Và được lắng nghe những chia sẻ vừa rồi của bác Công thì Mr. Thịnh nói. Tiếp tục lại có một câu hỏi. Vậy thì không biết là lần này Minter Thịnh có thể bật mic và giao lưu cùng với bác Công được không ạ? Nghe nói to, không nghe rõ.
Không biết là mentor Thịnh có thể bật mic và giao lưu cùng với bác được không ạ? Cái gì ạ? Dạ không ạ. Nghe Cháu nghe xin phép thử. là Vâng, cháu xin phép là sẽ thay mặt mentor Thịnh để gửi câu trả lời cho bác. Gửi câu hỏi Vâng. cho bác là hiện nay thì theo mentor thì Mỹ độc quyền công nghệ sản xuất chip 2 nanomet. Nhưng mà cả Trung Quốc và Nga thì đều không tiếp cận cũng như là không được chuyển giao công nghệ này. Vậy thì không biết là Việt Nam mình có thể tự sản xuất chip được không ạ? Để sản xuất chip ý, thì nó có hai vấn đề rất lớn mà chúng ta không làm được, Việt Nam làm được. Thứ nhất ý, là để làm sản xuất chip ý, thì chúng ta phải có một cái nhà máy khổng lồ. Một cái nhà máy như vậy của hãng Intel đã từng đến đặt vấn đề Việt Nam ý, thì nó trị giá cỡ khoảng độ 40 tỷ đô la. Tức là khủng khiếp, tức là nước Việt Nam mình không thể có tiền. Đấy là lý do mà tại sao chỉ những cái nước rất lớn, nước giàu mới có đủ tiền để mà làm chip, cái nhà máy. Thứ hai là nó lại phải bán được. Làm nhà máy xong anh có sản phẩm mà anh không bán được ấy, thì là sập tiệm ngay. Thì đấy là lý do mà tại sao mà Mỹ không làm nổi cái chip với giá rẻ như là Đài Loan hay Hàn Quốc, nhưng mà Mỹ lại có công nghệ, trong công nghệ làm ra trong phòng thí nghiệm thì nó rất tốn tiền, nhưng mà công nghệ đó có thể bán được và Mỹ bán cái công nghệ để mà sống. Chứ còn nếu mà làm ra chip ấy, thì Mỹ sẽ không bán được với giá rẻ như vậy. Đài Loan với Hàn Quốc họ họ cạnh tranh khốc liệt nhiều vì giá nhân công của Mỹ đắt. Dạ vâng. Và các bạn sinh viên khác thì cũng có một số câu hỏi gửi cho tiến sĩ. Ví dụ như cháu thấy ở đây các bạn Nguyễn Trang cũng đang tham gia Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Thì muốn tiến sĩ có thể chia sẻ một chút lý do tại sao tiến sĩ lại tự tay mình thành lập ra bảo tàng công nghệ thông tin này ạ? Thực ra thì tôi có cái thú chơi đồ cổ từ lúc bé, gia đình có điều kiện. Đó, thì trong nhà tôi hiện nay là có những thứ đồ cổ mấy trăm năm rồi. Đấy, bọn tôi gia đình là có truyền thống về văn hóa, thành những thứ đồ cổ ông cha là giữ lại rất nhiều. Thì khi tôi rất may là tôi sinh rất là đúng cái năm của tôi thì là những năm biến động cả thế giới, là chiến tranh rồi công nghệ phát triển, tức là sự ra đời của kỷ nguyên thông tin. Tôi ra đời đúng lúc ấy, và cái luận án của tôi làm luận án tốt nghiệp đại học ấy, vào năm 1972 tôi làm là chính cái năm mà chip của Intel ấy đã được xuất hiện thế giới. Thì lúc đó là người ta đều coi thường hãng Intel cả, do đó rất ít người để ý, nhưng mà tôi thì là vẫn tính hiếu kỳ thì tôi để ý đến. Và lúc đó tiếng Anh là tôi tự học thì tôi cũng mò mẫm đọc và cũng hiểu, và tôi bắt đầu nghĩ rằng là đây sẽ là một cuộc cách mạng vì nó thay cho những cái máy tính khổng lồ chiếm cả tòa nhà, thì những cái chip bé tí này nó sẽ giúp cho máy tính đến tay được tất cả mọi người. Thì rất may là ý tưởng của tôi là được chia sẻ với những người như là Bill Gates, Steve Jobs, không nhiều, cả thế giới lúc đó chỉ có mấy chục người ý tưởng như thế thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mình không giữ lại các hiện vật này thì không, thời gian đi qua mất người ta sẽ vứt không còn gì cả, và tôi bắt đầu sưu tập. Và rất may là trong quá trình tôi làm ấy được nhà nước ủng hộ và tôi được ra nước ngoài rất nhiều, tiếp xúc với bạn nước ngoài. Mở được tầm mắt của mình, được đọc thêm rất nhiều sách, các tạp chí, gặp gỡ các nhà khoa học công nghệ, và từ đó hiểu được bản chất của cái ngành thông tin là gì, chứ không bị đẩy. Đa số người Việt Nam hay người trên thế giới hiện nay là đẩy ở vị trí của người sử dụng tin học, chứ không phải là người là nghiên cứu hiểu biết tin học ở trong 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 ruột. Thì tôi nghĩ là mình có cái may mắn như vậy thì mình phải chia sẻ người khác, và tôi giữ lại tất cả những thứ mà tôi đã từng làm và các bạn tôi đã từng làm để người sau có thể nhìn thấy rằng công nghệ thông tin là rất là ghê gớm, rất là siêu đẳng. Thế nhưng không có nghĩa là người Việt Nam không có tiếng nói ở trong, nếu mà mình biết cách đi đúng và biết cách làm việc tập thể và biết tìm được cái thị trường để tiêu thụ cái sản phẩm mình làm ra thì hoàn toàn mình có lý do để tồn tại. Vâng, và vừa rồi khi mà tiến sĩ Công nói thì có một cái ý mà cháu rất để ý, đó là các phát minh về công nghệ thông tin hay là máy tính đầu tiên thì có rất nhiều dấu ấn của người Việt Nam, có những dấu ấn của người châu Á. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nói về công nghệ thì chúng ta lại tập trung nhiều vào Mỹ, về thung lũng Silicon. Vậy thì không biết là kỹ thuật công nghệ thông tin của Việt Nam có đang bị tụt hậu so với thế giới hay là chúng ta có bắt kịp được với thế giới không ạ? Thực ra thì ở Việt Nam ấy, tôi đã từng là giáo sư ở nước ngoài, tôi dạy người nước ngoài nhiều, thì tôi thấy là thực ra là tuổi trẻ Việt Nam là rất thông minh. Thế nhưng mà có một cái nhược điểm là chúng ta không biết chia sẻ. Thông minh mấy nhưng mà nếu mà chúng ta không chia sẻ kiến thức cùng các bạn ấy, thì khi mình phát minh cái gì đó thì người ta phát minh trước mình mất rồi. Càng chia sẻ sớm, càng ra được kết quả sớm thì mình sẽ đi trước, mình bán được hàng thì mình sẽ giàu trước người ta. Mà người ta thấy mình làm rồi, người ta không làm nữa. Bây giờ chúng ta lại ngược lại, vẫn tư duy là tin vào những cái sách vở đã dích rồi.
Thời bọn tôi là tự học hết, toàn học cái mới nhất, chưa hề có trong sách giáo khoa. Tôi không học ở chúng tôi, không đến giảng đường. Tôi như Steve Jobs, Bill Gates, tôi không đến giảng đường. Tôi chỉ đến để lấy lệ, để được điểm danh, có điểm thôi. Còn tôi vẫn chủ yếu tôi tự học, mày mò qua qua các cái quan hệ khác nhau. Đấy. Đấy là cái cách để chúng ta tiếp cận thông tin mới nhất. Và tôi nghĩ rằng cái giáo dục hiện nay mà tôi đang tham gia đấy là giáo dục STEM đấy, là cố gắng để đưa cái giới trẻ Việt Nam ấy bỏ xa cái tư tưởng của thời phong kiến là học theo những sách cổ, mà chúng ta phải tiếp cận ngành công nghệ mới nhất dựa trên những kỹ năng STEM. Các bạn biết rồi, STEM là science, là khoa học này, ta phải có kiến thức khoa học thì mới hiểu. Thứ hai là phải có phương pháp khoa học thì mới làm việc đúng. Đấy, cái STEM T là technology, thì nếu mà có khoa học mà không công nghệ thì cũng không thực hiện được. Có khoa học phải có công nghệ mới thực hiện ý tưởng của mình. Thế cái thứ ba là engineering, tức là kỹ thuật. Cái điều này ở Việt Nam mình thì nghe quên, gần như không còn đâu có dạy kỹ thuật nữa. Bởi vì nếu bạn có công nghệ nhưng mà bạn không khéo tay, không có kỹ thuật ấy, thì bạn làm nó sẽ đổ, nhà cửa sẽ xấu xí, sẽ sản phẩm của bạn không đẹp. Thì chúng ta để ý xem sản phẩm của hãng Apple bán rất đắt mà vẫn bán được vì nó rất đẹp, nó rất dễ dùng. Nó phải có cái yếu tố là rất dễ dùng, chứ không phải người nào người ta có trình độ khoa học cao cả. Người ta là người thường thôi, người ta phải làm sao dễ dùng người ta mới dùng, mà thành đắt người ta vẫn sẵn sàng. Đắt mà dễ dùng tôi gì cũng dùng đấy. Thế và M là gì? Là mathematics đấy, STEM như vậy là nó đủ nghĩa đấy, các bạn thấy không? Và hiện nay là cái mới là người ta thêm chữ A, nó STEAM, có thêm cái nghệ thuật, nó phải có nghệ thuật. Đấy, rất là điển hình nghệ thuật. Tôi cảm thấy từ đầu trong gia đình thế là một gia đình nghệ thuật, thành chúng tôi là vừa thích khoa học, thích kỹ thuật, thích cả công nghệ và nghệ thuật, đúng như hướng như thế. Thế công nghệ của mình đã đào tạo được người bọn nhóm tôi, thì đó tôi nghĩ là tất cả các bạn bây giờ chỉ cần hiểu tư tưởng này, các bạn có thể trở thành thầy cô khác, các bạn vẫn có hoàn toàn này tự trả cho gia đình là chính, vì vậy mới có cái bảo tàng này. Vâng. À, vâng, và tiếp ý mà tiến sĩ Công đang chia sẻ thì mentor Thịnh có một thắc mắc là không biết bác Công có ý định sẽ đưa máy tính lượng tử vào bảo tàng như một sự tiếp nối tự nhiên ngành công nghệ thông tin không ạ? Tôi rất mong, nhưng mà vì tôi đã quá già rồi, hiện nay là tôi đến tuổi bị lẫn rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi nói tôi cũng nhầm đấy các bạn. So những buổi đầu tiên tôi nói cái đây mấy năm, bây giờ là nhiều khi tôi đã bắt đầu lẫn rồi, nhầm. Người già thì không thể thắng được thời gian rồi, trí não nó sẽ bị, não sẽ teo dần. Thế thì tôi rất mong là các bạn ấy, chính là các bạn ấy, nhìn như tôi có làm thì cũng thể làm bằng các bạn được. Các bạn giờ vừa trẻ vừa khỏe, vừa học rất nhiều kiến thức mới mà tôi chưa từng biết, thì tôi nghĩ rằng các bạn mới là cái người sẽ được vinh dự là đưa được cái tên tuổi Việt Nam lên thế giới, và đưa được các máy tính lượng tử, nếu như làm được đưa vào trong bảo tàng. Dạ vâng, thực ra bác Công nói thế thôi, nhưng mà cháu thấy là khi mà chia sẻ về máy tính này, công nghệ thông tin thì không thấy dấu hiệu nào của tuổi già hết, vẫn rất là tâm huyết, vẫn rất là hào sảng. Vâng, và khi mà chắc chắn là khi mà bác là bảo tàng này thì không thể tránh khỏi những cái khó khăn, cũng như là mình vẫn còn tiếp tục phát triển bảo tàng nữa. Vậy thì không biết là qua buổi tham quan của chúng ta ngày hôm nay thì bác Công có thể gửi gắm hay là hiệu triệu một gì đó các bạn sinh viên của Phoenix sẽ cùng chung tay và cùng giúp đỡ xây dựng bảo tàng của bác được không ạ? Vâng ạ, đây là hôm nay chúng ta không có điều kiện để lên tầng 2. Ở trên tầng 2 là mới khai trương vào lúc tháng 5 ấy, với sự giúp đỡ của Phoenix và rất nhiều người hảo tâm trên mạng, thì đã xây dựng được cái bảo thư viện. Ở trên tầng 2 là có cái thư viện, để các bạn thấy là cái học STEM ấy, nó không phải đơn giản đâu. Các bạn vào cái thư viện tôi sẽ thấy là nó là đúng như là STEAM, nghĩa là trong nó có cả sách triết học, văn học, nghệ thuật rất nhiều. Như vậy là rất nhiều thứ ngành khác nhau thì nó mới làm được người ta sáng tạo được trong thời đại ngày nay. Chứ còn những kiến thức bình thường các bạn không phải cần phải lập thư viện vì nó nằm trên mạng hết rồi. Cái thứ trong thư viện này thực ra là những thứ rất là cổ độc, là phải trong những cái rất là hẹp, ví dụ như tạp chí của chuyên ngành của Microsoft bạn tôi cũng có, tôi mua riêng của Bill Gates bán cho mình, nhưng rất ít số lượng, rất ít người biết thời kỳ mà tôi làm đó, là chứ không phải những cái tạp chí các bạn phổ biến như PC World, những thứ là những cái thứ nó gọi là bán cho người tiêu dùng, còn cho dân chuyên nghiệp là rất đắt mà mình phải mua bên trong nội bộ. Vì tôi đã được làm chuyên gia ở nước ngoài rất nhiều, thì hồi đó tôi có điều kiện, lương tôi cũng đủ cao để mua đi. Và các bạn vào thư viện sẽ thấy tôi có hàng mấy nghìn cuốn sách, chủ yếu là sách của nước ngoài. Thì tất cả cái này đều chia sẻ, và tôi mong rằng các bạn cũng thế. Thì tôi sẽ xây dựng cái thư viện trên mạng để ai có thể đọc được sách của tôi, quý hiếm, nhưng mà ai cũng đọc được, chứ không phải chỉ có mỗi tôi đọc. Đấy là cái tư tưởng đầu tiên là chúng ta sẽ chia sẻ trên mạng. Thì tất nhiên cái việc số hóa này đòi hỏi rất nhiều người tham gia, chứ mình tôi giờ không có sức, tôi ngồi một lúc là tôi ngất xỉu thôi.
nhất là trong mùa hè nóng nảy này thì nhá. Nếu các bạn tham gia được thì tôi rất là mừng. Ở đây có đầy đủ các cái phương tiện kỹ thuật để mà làm, chỉ có cái là không có sức người mà làm thôi. Đấy. Dạ vâng, vậy thì chắc chắn là sau buổi ngày hôm nay thì Phunix chúng cháu sẽ vận động các bạn sinh viên mỗi người một tay để có thể cùng giúp đỡ bác công mình tiếp tục phát triển bảo tàng đúng không ạ? Vâng ạ, đấy xin đấy là cái ước vọng của tôi. Thực ra tôi sẽ từ biệt các bạn sang thế giới bên kia theo các cụ thôi. Cái để lại kiến thức chính là để lại bảo tàng, để lại cái tư tưởng, để lại trong đầu óc của các bạn. Cái đấy là quan trọng, của các bạn lại tiếp tục trao cho các đàn em sau này của các bạn. Đấy mới là cái quan trọng của bảo tàng. Dạ vâng ạ. Và cháu cũng thấy có bạn Thanh Phấn ở đây có thắc mắc là không biết là bảo tàng của mình thì đã có trang web chưa? Bảo tàng hiện nay thì đã mua tên miền rồi và làm trang web thì đang kết hợp với Phoenix để làm, chắc thì chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn nữa là trang web này xuất hiện. Còn cái loạt bài đầu tiên thì tôi đã viết rồi, khoảng hơn 100 bài tôi đã viết cho bảo tàng rồi, chỉ cần là có trang web thì tất cả các bài sẽ được đưa lên. Dạ đúng ạ. Dạ vâng. Và cháu thì thay mặt Phoenix thì cháu rất là biết ơn ngày hôm nay tiến sĩ Ngô Chí Công đã dành thời gian để dẫn dắt các bạn sinh viên của Phoenix có cơ hội tham quan bảo tàng. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, không biết là tiến sĩ Công có thể gửi một lời nhắn nào đó tới các bạn sinh viên của Phoenix được không ạ? Tôi rất là cảm động là được các bạn tin cậy để vẫn còn tiếp tục được nói mặc dù đã đến tuổi lẫn lộn. Thì tôi cũng không có gì mới cả, tôi chỉ nhắc lại ba điều mà tôi đã nói ở trong chương trình cất cánh của truyền hình Trung ương Việt Nam. Thứ nhất là các bạn phải học, học để có kiến thức nền, kiến thức STEAM, làm nền. Cái chữ STEM nó còn cái từ thứ hai chính là tế bào gốc đấy. Phải có cái tế bào gốc đó thì chúng ta đều biết là tế bào gốc nó sẽ sinh ra tất cả tế bào khác. Thì các bạn có kiến thức STEM này là các bạn sẽ có thể làm bất cứ cái điều gì. Đấy là chính là tôi đã làm rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn nào vào trang web tôi thấy là 120 lĩnh vực khác nhau tôi có thể thò tay vào được cả. Như vậy các bạn phải có cái điểm thứ nhất là phải học. Nhưng thứ hai là các bạn không chỉ có học mà các bạn phải hành. Đấy, thì ngay từ lúc sinh viên tôi đã làm ra được các cái ampli, các cái loa, các cái đài tự mình làm. Không có tiền, nghèo, sinh viên làm sao có thể mua được, tự tay mình làm hết. Thì vậy các bạn phải biến cái kiến thức đó thành thực tế. Đấy. Thì nó tạo được cái niềm cảm hứng sáng tạo. Và cái điều thứ ba ấy, là các bạn phải biết làm việc tập thể. Như tôi đã nói nhiều lần, nếu mà không làm việc tập thể thì cái sức của mình ấy, nó rất là hạn chế. Mình có thể làm được nhưng mà khi mình làm xong thì thế giới người ta đã bán đầy đường, tất cả cái phát minh sáng kiến của mình trở thành lạc hậu. Thì ngày nay là chúng ta phải làm việc tập thể thì nhanh. Và tất nhiên là thời hiện đại này làm việc trên mạng thì nó khác ngày xưa. Ngày xưa là phải đến nhà nhau, rồi bây giờ chúng ta làm qua dịch Covid cũng thấy ngay cái buổi hôm nay thấy chúng ta làm việc từ xa, điều đó không có gì là khó khăn cả. Vấn đề là chúng ta có đầu óc quản lý và làm việc thân thiện, tin tưởng lẫn nhau. Xin chúc các bạn mạnh khỏe, học hành tấn tới và mau chóng đưa được kiến thức của mình vào trong cuộc sống. Dạ vâng, và thay mặt cho Phunix cũng như là các bạn sinh viên thì cháu xin cảm ơn tiến sĩ Ngô Chí Công ngày hôm nay đã giúp chúng cháu có thêm rất nhiều những kiến thức bổ ích và những câu chuyện hay về lịch sử của ngành công nghệ thông tin. Và thay mặt cho Phunix thì cháu xin chúc tiến sĩ Công sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thể truyền cho thế hệ sau chúng cháu những cái tình yêu dành cho công nghệ thông tin và truyền động lực để chúng cháu có thể ghi tên Việt Nam lên trên bản đồ công nghệ của thế giới ạ. Vâng, rất xin cảm ơn các bạn. Chúc một lần nữa chúc các bạn mạnh khỏe, thành công và làm việc theo nhóm. Dạ vâng ạ. Chắc chắn là chúng cháu sẽ ghi nhớ những lời của tiến sĩ Ngô Chí Công ạ. Và các bạn sinh viên thân mến, các bạn cũng đừng quên hãy dành lại ít phút cho ban tổ chức chúng tôi xin một vài đánh giá thu hoạch bằng cách điền vào đường link đánh giá đã được gửi trong phần chat của Zoom các bạn nhé. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình X-Talk hàng tuần. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ. Xin cảm ơn ạ.